Khách thân mến, Phường Mai Như Huỳnh mến chào cả nhà. Và hôm nay Huỳnh sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái lô mai nó cực tốt, đẹp, mập mạp. Và mặc dù nó cao nhưng mà chi cành nhánh nó rất là đều. Và đây nó có chiều cao tầm từ khoảng 50 cho đến là 70-80cm cả nhà. Và đây là mai vàng ương hạt lộn xộn. Cánh của nó sẽ là từ 5 cho đến 12 cánh. Rồi, Huỳnh sẽ cho cả nhà mình xem cái rễ nha. Đó, cái rễ như thế này đây. Thì đầu tiên đó là những cái cây bí nè. Đó, những cái cây bí mà cả nhà mình thích nè. Bí này được 6 muối cả nhà. Đó. Rồi có những cái lò xo 2 hoặc là những cái có 3 4 muối. Đây cả nhà. Đó, cái rễ như thế này nha. Rồi. Đó, cây như thế này cả nhà, rất là đẹp luôn. Ngoài những cái trái bí thì nó có rễ như thế này nha cả nhà, nó nổi lên à, nó dắt ngang như thế này, hoặc là cái kiểu như trái bí này, hoặc là cái hình này cả nhà. Đó, hoặc là kiểu những cái hình như thế này, nói chung là lộn xộn hết cả nhà, lộn xộn. Và rồi cây thì nó có cây thì nó cao, có cây thì nó như thế này đây, cây này khoảng cỡ 50cm cả nhà. Rồi về cái chột, cái gốc, cái gốc của nó thì cỡ như to ở giữa cái đũa ăn này cả nhà. Rồi hoặc là cái ống hút, to ống hút. Rồi có những cây thì đầu đũa mà nó không ăn, đầu đũa mà chúng ta không ăn cơm, to đầu đũa không ăn luôn. Đó, cái này thì lớn hơn, lớn hơn cái đũa mà mình ăn cơm. Thì nói chung là nó có những cái trạng như thế này nha cả nhà. Đó, và rễ thì như vậy ha. Rồi cây như thế này là em giao lưu với cả nhà là 9.500 một cây, và em sẽ bao phí vận chuyển từ 100 cây. À, em bán từ 30 cây và em không bao phí vận chuyển dưới 100 cây. Đó, và em sẽ bán rễ có các kiểu rễ lộn xộn, bí rồi hình này hình kia. Đó, các kiểu như vậy nha cả nhà. Tại vì Quỳnh cũng nhấn mạnh là khách hỏi ngoài cái bí ra thì lộn xộn là những cái loại nào thì cũng khó diễn tả, nên là Quỳnh quay thì cả nhà mình nhìn xem kỹ ha, và em lượt ra. Đó, em có nghĩa là em lấy ra cái đại đa số là rễ như thế này nè. Nguyên cái lô nó rễ như này nha cả nhà. Rồi, và đa số những video trước thì Quỳnh đã bán hết trơn về cái mai con rồi. Thì giờ còn cái lô này ha. Nếu như cả nhà mình trồng cái lô này á, nó thuận lợi cái gì cả nhà biết không? Là thứ nhất á, là cây nó đã mập mạp, và hàng này là đã âm ra ngoài đất rồi nên nó mập đều. Đó, nó mập đều, chi cành nó mập đều, nó không bị trò. Cái thứ hai nữa là cả nhà nhìn xem nè, nó cái rễ nó là nó đã nổi, nó đã cứng cáp rồi đó cả nhà. Về chúng ta thay vào cái chậu chúng ta nuôi nó cũng rất là khỏe, hoặc là chúng ta trồng xuống đất nó, hoặc có thể là uống hân luôn cả nhà. Gốc đã đẹp mà uống hân nữa là tuyệt vời luôn. Rồi thêm một điều nữa, khi mà chúng ta thấy được mặt hoa thì chúng ta chỉ trồng đàn thông, không cần phải cắt ghép. Còn lỡ mà mặt hoa nó không đẹp thì chúng ta cắt ghép ha. Và nó cũng khỏe cả nhà, và mình nuôi sinh trưởng nó nhanh. Cả nhà thấy cây là nó rất là cứng cáp nè, mập khỏe ha. Rồi Quỳnh xin nhắc lại nha, em sẽ bán với cái lô này là 9.500 một cây, và em sẽ bao phí vận chuyển từ 100 cây trở lên. Em dưới 100 cây thì Quỳnh sẽ không bao phí vận chuyển. 30 cây thì em sẽ tặng 1 cây, 50 cây tặng 3 cây, và 100 cây thì tặng 6 cây. Đây cả nhà. Đó, nhà thấy cái cây nè. Rồi. Rất là đẹp nha cả nhà, rất là tốt luôn. Đây, hình này là một cái hình hình thú nè, sau này nổi lên đó cả nhà. Đó, thoát ra nó cũng rất là ngắn ha, chi cành nhánh. Và rồi thì nếu như cả nhà mình yêu thích cái lô này thì alo cho Quỳnh nha. Và đây thì Quỳnh bán là coi như là mai vàng vốn rễ lộn xộn, chứ không có bán gạch bí nha cả nhà. Không có cái lượng, tại vì không phải là không muốn bán, mà là không có cái số lượng bí nhiều để bán. Nên là Quỳnh quyết định là bán như thế này để cho cả nhà mình có được
bộ rễ đa dạng, quấn rễ lộn xộn để khi mà chúng ta trồng nó sẽ có nhiều cái kiểu nó đa dạng hơn cả nhà. Bởi vì vậy nên là nhiều khi cô chú anh chị nào mà điện cho Quỳnh mà Quỳnh không có bán bí không á thì cũng đừng có giận hờn Quỳnh, cũng đừng có giận Quỳnh nha. Tại vì ví dụ như 100 cây thì nhất định sẽ có được là 20 trái bí nha cả nhà. Và 50 cây thì khoảng được 10 trái ha. Rồi thì khách thân mến, em Quỳnh rất là cảm ơn khách hàng đã ủng hộ cho Quỳnh thời gian qua. Khách hàng đã mua và hiện tại là đang muốn mua và chưa mua. Nếu như đang còn cái loại mai để mà chúng ta trồng, chúng ta canh tác hoặc là để nuôi ghép thì alo cho Quỳnh nha. Và em sẽ tranh thủ ship hàng cho mình. Và rồi thì Quỳnh mến chào cả nhà nha. Và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Không biết thì nói chung khách quảng cáo nhiều quá, nhiều khi là khách hàng cũng e ngại, Quỳnh biết điều đó. Nhưng mà thực chất em quay như thế này thì trên màn hình cả nhà mình thấy rất là to, nhưng mà em áp dụng hai cái này để cho chúng ta có thể xác định được ở bên ngoài thực tế thì cả nhà mình nắm rõ cái cây ha. Với lại là em quay thì đó, cành nhánh như thế này ha cả nhà. Rồi, nếu cả nhà mình thích cái cây này để mua về mình trồng á thì alo cho Quỳnh nha. Đó, rễ nè, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, Quỳnh mến chào cả nhà nha và hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Có rất là nhiều video nữa ha cả nhà. Và ngoài may con quấn rễ thì Quỳnh còn bán may ghép và lục bình nữa, vân vân. Rất là mong sự ủng hộ cả nhà nha và Quỳnh mến chào.